Hello everyone. Xin chào mọi người. Hôm nay mình mới được tặng một cốc quà này các bạn. Chưa biết cái gì không? Hả? Đó. Đây bạn. Đây là hai chữ nhím các bạn. Đây cho Miu coi với nè. Miu này, vô này. Này. Miu này. Đó, này Miu. Đó, mình mới được tặng hai chú nhím thôi các bạn. Đó, này vô xuống đây. Sợ không? Sợ hả? Vô sợ không? Sợ. Đây là đây bạn, đây là chú nhím cái bạn, kitty girl đó. Đây là chú nhím đực của bạn, kitty boy. Đây nhím này còn nhét nên là xù lông lên. Chờ hả? Nó đâu cắn đâu. Đây. Đây hai con rồi. Miu. Đấy. Đây này. Đi ạ. Hả? Hả? Đây này. Đây tới chưa? Cái này xù như một cái. Sợ không? Tôi sợ không? Sợ nó còn nhét á, con này còn nhét các bạn, nên là nó xù lông lên, còn này quen rồi. Sợ hả? Hả? Sợ? Tôi sợ, như sợ chạy đi mất rồi. Tôi sợ. Rất là dễ thương á. Có sợ không? Đây bạn, đây mình đã mua một cái nhè cho hai chú nhím này. Thank you.
Chưa ngủ rồi kìa. Cái này còn sợ đó à. Cái này còn nhát đụng vô là xù luôn luôn. Cái này rất là nhát. Trời dễ thương chứ này, chưa vô ngủ rồi này. Bye bye. Thank you for watching. Cảm ơn mọi người đã xem video.